Và bây giờ trên sân khấu chúng ta cùng chào đón đại diện Lâm Đồng, người đẹp Trầm Bích, với bộ trang phục hoa Art Show. Thí sinh Trầm Bích đang xuất hiện với hình ảnh áo hoa Art Show, nơi hoa biểu tượng cho thành phố đang hoa màu mơ. Hoa Art Show là loại hoa thảo dược rất tốt cho sức khỏe và không chống nhiều loại bệnh. Trầm Bích có thể hiện đặc tính như loài hoa Art Show, dù cho không có hương sắc nhưng vẫn luôn giúp ích cho đời. Đó là thông điệp của lễ buổi tập thể hoa Art Show.
Chị thưa quý vị, có mãn giảng không à? Mấy điểm? 11 điểm, trời Phật ơi xuất sắc. Dạ, chắc là có lẽ là quý vị cũng rất là nhiều cảm xúc. Và nói thiệt là bên trong là em cũng nổi da gà luôn. Tại vì từ những ngày thực hiện thì Nhật là với ekip làm, chứ em không có nhúng tay luôn quý vị. Tại vì rất nhiều việc, nhưng mà hôm nay thấy cái phần trình diễn phải nói là nó thật sự sung sướng. Bởi vì công sức của các bạn là khán giả cần được biết là em đã tốn bao nhiêu thời gian cũng như là công sức để được vào bộ sưu tập đấy. Mình có thể chia sẻ một tí không? Dạ, em nghĩ là cái phần tiền đó thì em có thể chia sẻ luôn. Tại vì cái này cũng homemade, rồi cũng các nhà thiết kế giúp đỡ, các đơn vị thực hiện giúp đỡ, cho nên tụi em chỉ cho tốn khoảng 120 triệu cho cái phần đó thôi. Dạ, đêm nay riêng phần trang phục đó là 120 triệu đó quý vị. Dạ, để quý vị có 3 phần trình diễn vừa rồi thôi. Dạ. Quý vị thấy em chịu chơi không? Mà bán vé có 20 ngàn, 30 ngàn. Cho nên là quý vị ủng hộ giùm cho em nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với ý kiến chuyên môn. Và xin mời Hoa đi. Hoa ơi, Hoa thấy phần nhóm cuối cùng là Hoa có hài lòng không? Và theo Hoa thì bộ nào làm cho Hoa sao xuyến nhớ? Tới cuối cùng thì Hoa rất là đã, rất là mãn nhãn. Đúng là cuối cùng cái show rất là tốt. Thế nhưng Hoa thì Hoa có một chút xíu thích bộ, thích nhất là bộ quảng Quảng Nam. Quảng Nam thì tiếng một xíu thôi là cái bên dưới là cái phần xám hơi tiếng một xíu ngay chỗ đó thôi, chứ còn không được tính ra 10 điểm luôn nữa. Yeah, wow. Còn về tiếng thì như thế nào, tính thì đẹp hay sao? Trong cái tấm cuối cùng này là nhìn chung như là tất cả các bộ đều cũng có cái thế mạnh riêng của nó thôi. Giống như có bộ thì được cái tính trình diễn rất là cao, có bộ thì đạt hiệu ứng sân khấu rất là tốt, có bộ thì cái người trình diễn nó rất là tốt luôn, và có bộ thì cái hiệu ứng mà gọi là về thẩm mỹ, về bố cục này kia cũng rất là cân bằng, cân chỉnh. Cho nên là cái phần vừa rồi tính cho điểm khá là ngang bằng nhau và khá là cao. Còn ai là thích nhất thì trong tấm vừa rồi rất là khó để mà cho tính nói ra được là tính nhất là bộ nào, tại vì bộ nào tính cũng thích hết. Dạ, cảm ơn nha. Không phải bộ mình, anh là Nguyễn Thảo Mai trong buổi tối. Toàn, bạn thấy sao? Bạn thích bộ nào? Thì nói hết tất cả 18 bộ luôn. Dạ. 18 bộ luôn thì Toàn thích nhất là bộ của Ác Cà Mau với lại bé Kim Giang. Oh, yeah. Và cái đấy trình diễn rất là tốt. Yeah. Quản lý được bộ trang phục của mình là tỏa sáng trên sân khấu. Tôi cảm thấy là hai bạn đó điểm cao nhất. Yeah. Thank you, cảm ơn Toàn. Ở phần những thí sinh cuối cùng hồi nãy, thưa quý vị, thì quý vị yêu thích thí sinh nào nhất ạ? À? Sóc Trăng. Đua game ngon là Sóc Trăng đó. Đua xe hả? Luna, trời ơi, xin lỗi Luna nha, chị điếc. Trời ơi, Luna phải không? Luna. Trời ơi, tiếc ghê, nó hát không được, nhưng mà nó hát được lên lương đó rồi. Rồi, nói vui thôi quý vị, và chúng tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa.